chúng ta đã biết đến những Pokemon tạo nên truyền thuyết. Vậy thì những truyền thuyết đã tạo nên Pokemon là gì? Đối với những người Á Đông như chúng ta, không ai còn lạ gì với cái truyền thuyết cá chép hóa rồng tạo nên Magikarp và Gyarados nữa cả. Nhưng với những người phương Tây thì đó lại là một điều gì đó rất ư là mới mẻ. Còn rất nhiều những Pokemon khác cũng được thiết kế dựa theo những truyền thuyết như vậy, đặc biệt là truyền thuyết của Nhật Bản. Có thể đó là những thứ mà nhiều anh em đã biết rồi, nhưng cũng có thể nhiều người chưa biết, cũng người mới ta mà. Sau đây tôi xin phép được đề cập đến một vài trường hợp điển hình nhé. Cáo hay còn được gọi bằng cái tên mỹ miều hơn là hồ ly. Chúng là những con vật xuất hiện rất nhiều trong thần thoại Á Đông. Những con hồ ly sống càng lâu sẽ càng thông minh và sở hữu phép thuật càng mạnh. Chúng thường có năng lực biến hình và nổi tiếng với những trò lừa đảo hay quyến rũ. Trong thế giới Pokemon, có khá nhiều loài dựa trên những con hồ ly này như là Alakazam và Delphox sở hữu sức mạnh siêu linh và trí tuệ. Zorok có năng lực biến hình để lừa người, nhưng nổi tiếng nhất trong các loại hồ ly chắc chắn phải là hồ ly chín đuôi. Tương ứng với loài Ninetales, tên tiếng Nhật là Kyokon hay có nghĩa là cửu hận. Loài này có thể sống được đến nghìn năm, tuy là loài Pokemon rất trung thành, nhưng nếu con người đối xử thiếu tôn trọng, đặc biệt là nếu có ai nắm vào chiếc đuôi quyến rũ của nó thì Ninetales sẽ dành suốt 1.000 năm cuộc đời để căm hận và nguyền rủa kẻ đó. Kappa là một loài thủy quái trong truyền thuyết của người Nhật. Kappa được miêu tả như một tiểu yêu hay sống ở sông Hồ, có kích thước bằng một đứa trẻ con loài người. Miệng giống như mỏ quạ, da màu xanh, tay chân có mảng, lưng rùa và trên đầu có một cái đĩa đựng nước. Gia đình nhà Lotet, Lombre và Ludicolo đều được lấy ý tưởng từ loài Kappa. Cái lá sen trên đầu của chúng cũng mang chức năng đựng nước là nguồn sức mạnh. Tuy rằng Ludicolo mang tính cách rất là tưng tửng và nhí nhảnh, nhưng Lombre lại hoàn toàn mang hình ảnh giống như miêu tả của loài Kappa, chỉ thiếu mỗi cái lưng rùa thôi. Pokédex cũng miêu tả đây là một loài Pokemon rất nghịch ngợm, thích trêu chọc con người vào buổi tối, và đôi khi trong bóng đêm người ta hay nhầm nó là một đứa trẻ con. Còn thông tin của Golduck và bản game Red và Blue thì trực tiếp đề cập đến việc Pokemon này hay bị nhầm lẫn với loài Kappa. Những câu chuyện cổ có kể rằng Golduck trừng phạt những kẻ làm ô uế sông suối bằng cách lôi họ xuống nước và bắt đem đi mất. Loài Kappa của anh Jap rất là hay, nhưng mà loài tiếp theo còn đáng sợ hơn. Kengu là một loại sinh vật huyền thoại trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản và chúng được coi là cả thần lẫn cả yêu quái. Mặc dù nghe thì có vẻ rất chó, nhưng thực ra Tengu lại có đặc điểm của loài chim. Những con đại thiên cẩu thì dần mang hình dáng của con người với những chiếc mũi rất dài. Tay của sinh vật này thường cầm theo một chiếc quạt lông kỳ diệu, có thể quạt ra những trận gió rất lớn. Trong Pokemon, thiên cẩu là cảm hứng cho loài Nuzleaf, còn đại thiên cẩu là Shiftry. Tên tiếng Nhật của con Shiftry là Datengu luôn, là Pokemon có hệ cỏ và bóng tối. Hai con Pokemon này cũng có mũi rất dài. Shiftry còn sở hữu bàn tay là một cặp quạt bằng lá cây và khả năng sử dụng gió để tấn công. Những cơn gió từ chiếc quạt của nó có thể đạt vận tốc là 100 km/h, đủ sức cuốn bay cả nhà cửa. Nhưng Pokemon này lại thích sống yên tĩnh trong rừng sâu hơn. Truyền thuyết của Nhật có rất nhiều yêu quái hình mèo, nhưng chỉ có Nekomata là nguy hiểm. Một số con mèo khi già đi sẽ chạy lên núi và biến thành yêu quái. Chiếc đuôi của nó tách ra làm hai, nó có thể đi bằng hai chân, có thể nói chuyện, đánh lừa con người, thậm chí có thể tạo ra những quả cầu lửa ma thuật. Những Pokemon dựa trên Nekomata là Espeon và Meowstic với những chiếc đuôi chẻ đôi không lẫn đi đâu được. Cả hai loài này đều mang hệ siêu linh. Những con Meowstic đực thì thường sử dụng sức mạnh của chúng để bảo vệ đồng loại, trong khi những con Meowstic cái lại cực kỳ xảo quyệt và ích kỷ. Nếu như không có được thứ mà chúng muốn, Meowstic cái sẽ dùng năng lực siêu linh để tra tấn bất cứ ai chúng nó gặp. Espeon thì hoàn toàn không xấu tính như vậy, thậm chí lại rất là trung thành. Không liên quan lắm, nhưng đây là một trong những Pokemon yêu thích nhất của tôi. Mặc dù nhà tôi nuôi hẳn 3 con mèo, nhưng con Pokemon yêu thích của tôi lại là Mawile, được lấy cảm hứng từ Futakuchi Onna, dịch thẳng ra là nhị khẩu nữ. Đầu của con này chính xác là bị vỡ ở phía sau, hình thành thêm một cái mồm nữa với đủ răng đủ lưỡi. Cái mồm này sẽ liên tục đòi ăn, nếu không cho nó ăn, nó sẽ gào thét điên cuồng. Rồi đến một thời điểm nào đó, tóc của người phụ nữ cũng sẽ bắt đầu tự di chuyển như rắn và có thể tự lấy được thức ăn. Pokemon dựa trên quái vật này là Mawile, có tên tiếng Nhật là Kuchito, được mệnh danh là Pokemon lừa đảo. Nó dùng vẻ ngoài đáng yêu ngây thơ vô tội để dẫn dụ sự chú ý. Ngay khi thời cơ đến, nó sẽ quay người lại để lộ một cái miệng rộng ngoác ghê rợn phía sau để ăn thịt con mồi.
Nhưng mà đây không phải là lý do vì sao tôi thích con Pokemon này. Tôi thích con Pokemon này bởi vì nó có hình dáng mega, có hẳn hai cái mồm. Đấy, nói đến thế thôi, phần còn lại mời các ông tưởng tượng nhá. Basan là con gà có thể phun lửa ra từ mồm, chỉ đơn giản có vậy thôi à? Nó được miêu tả là có màu đỏ rực và thở ra những ngọn lửa sáng chói. Tuy nhiên, những ngọn lửa này lại là lửa lạnh và không thể đốt cháy một thứ gì. Nghe đến gà lửa chắc chắn là ai cũng sẽ nghĩ ngay đến gia đình nhà Blaziken. Thì đúng như vậy, tên tiếng Nhật của Blaziken là Bashamo, kết hợp của từ Basan và Shamo. Shamo là một loài gà trọi ở Nhật Bản. Cái từ này là phiên âm của tiếng Nhật cho từ xiêm, bởi vì loài gà này vốn được nhập từ Thái Lan về. Chính vì thế mà môn võ được Blaziken sử dụng cũng là Muay Thái. Tuy nhiên thì Blaziken lại không thể hiện được cái ngọn lửa lạnh lẽo của Basan. Rất có thể trong tương lai sẽ có một Pokemon mới cũng hình gà, mang hệ lửa băng chẳng hạn, để đại diện cho cái khía cạnh này. Tiện đang nói đến băng, thì hãy cùng đến với Yuki Onna, tiếng Hán là tuyết nữ. Trên những vùng núi rừng khi có tuyết, nếu bạn đi một mình, thì có nguy cơ bạn sẽ được gặp Yuki Onna dưới hình dạng là một cô gái mặc kimono trắng. Một số giai thoại khác kể rằng Yuki Onna gõ cửa nhà dân xin trú tạm trước cơn bão tuyết. Nếu chủ nhà mời nước nóng thì nó sẽ hiện nguyên hình và tan thành nước. Nguồn gốc của Yuki Onna thường được giải thích rằng nó được sinh ra từ tuyết hoặc là linh hồn không siêu thoát của những cô gái bị lạc trên núi tuyết. Và đó chính xác là những gì mà Pokédex của bản Heart Gold và Soul Silver nói về Froslass, tên tiếng Nhật là Yukime no Ko. Những bản khác thì hay nói về việc nó đi gõ cửa nhà dân trong trời bão tuyết và về việc nó gài bẫy những người leo núi đẹp trai. Linh hồn đóng băng của những người này là món ăn yêu thích của Froslass, còn xác của họ sẽ bị nó đem về trang trí hang ổ. Lôi thần và phong thần được sử dụng trong rất nhiều các truyện tranh của Nhật Bản và lúc nào cũng phải có cả đôi. Đây là hai vị thần đã tạo ra bão tố, một ông gõ trống tạo ra sấm chớp, còn ông kia thì mang một túi gió trên lưng. Thundurus và Tornadus là hai Pokemon dựa theo lôi thần và phong thần. Cái nguồn gốc này hiển nhiên đến mức mà anh em chỉ cần nhìn vào là biết rồi. Cá nhân tôi thì không thích thiết kế của hai con này lắm, bởi vì người ta dường như chỉ vẽ lại hai ông thần này theo phong cách hoạt hình rồi gọi đây là Pokemon. Thiết kế của chúng quá giống với người và cảm giác quá uy quyền đến mức khó chấp nhận nổi việc loài người có thể bắt chúng nó rồi cho đánh nhau. Thundurus và Tornadus còn có một hình dáng nguyên thủy trông giống thần thú hơn, khiến cho tôi không hiểu rằng tại sao hai cái thiết kế này không phải là hình dạng mặc định của chúng nó. Có một thứ khác cũng có hình dáng hơi hơi giống con người, đó chính là nhân diện thụ Jinmenju. Đây là một loại cây kỳ lạ có trong cả thần thoại Trung Quốc và Nhật Bản. Cây này có quả hình mặt người, quả này luôn phát ra tiếng cười nhưng lại không nói được. Tương truyền rằng nếu quả này cười nhiều quá, nó sẽ rơi bổ phát xuống đất. Và Executor, tên tiếng Nhật là Nasi, là Pokemon được dựa trên truyền thuyết này. Nó được thiết kế như một cây dừa với quả có mặt cười. Ba cái đầu của nó luôn luôn nghĩ về những điều khiến chúng thích thú, làm cho lúc nào con này cũng cười rất ồn ào. Khi một trong những chiếc đầu của nó rụng xuống, nó sẽ tìm đến những quả khác và trở thành Execute. Từ đây chúng ta có thể xác nhận rằng Execute là quả, là hạt cây, chứ không phải là những quả trứng như chúng ta vẫn tưởng, mặc dù cái tên của nó rất dễ hiểu nhầm. À mà từ từ, con Pokemon này nó hệ cỏ, mà nó lại còn cười cười. Nghe hợp lý nhở, anh ra ba cát nhở. Công chúa Kaguya là một nhân vật cổ tích mà ở Việt Nam được biết đến nhiều hơn qua cái tên là Nàng Tiên Ống Tre. Câu chuyện có thể hiểu đơn giản là công chúa của mặt trăng được tìm thấy bên trong một thân cây tre. Nàng lớn nhanh như thổi, trở nên xinh đẹp và được rất nhiều các lãnh chúa, thậm chí cả hoàng đế đến cầu hôn. Cuối cùng nàng đã để lộ thiên phận của mình và được đón trở về mặt trăng. Studio Ghibli cũng đã làm một phim hoạt hình rất đẹp phỏng theo cái sự tích này. Có thể dễ dàng nhận thấy nàng công chúa Kaguya là ý tưởng tạo nên Pokemon Celestia, tên tiếng Nhật là Tekaguya. Từ thiết kế cơ bản của nó có thể hình dung ra một cô gái tóc dài trong bộ kimono với hai ống tre bên cạnh. Nhưng cơ thể của nó đồng thời cũng là những quả tên lửa với các kiểu anten gắn trên chúng. Đây là liên hệ đến vệ tinh Selin quay quanh mặt trăng của Nhật Bản được phóng vào năm 2007 với biệt danh là Kaguya. Sự kết hợp này mang đến cho Celestia song hệ là thép và bay. Đồng thời sự kết hợp giữa tre và tên lửa cũng đưa ta đến với những chiếc tên lửa tre được sử dụng trong lễ hội của một số nước châu Á như là Lào, Thái Lan và dĩ nhiên là cả Nhật Bản. Đây là điều mà tôi rất thích trong thiết kế của những Pokemon thế hệ sau bởi vì nó có rất nhiều lớp cảm hứng ở trong đó. Vừa rồi là 10 ví dụ các yêu quái trong thần thoại Nhật Bản được lấy làm ý tưởng thiết kế Pokemon.
vẫn còn rất nhiều những con quái vật khác như vậy sẽ được chia sẻ trong một video phần tiếp theo. Hy vọng rằng anh em thấy thích thú với những thông tin như thế này, cũng như hiểu thêm được một chút về văn hóa dân gian thế giới. Đây là một video thuộc mini series về Pokemon do tôi phối hợp với Samurai. Video tiếp theo của series sẽ lại được đăng trên kênh của anh bạn này. Anh em hãy cùng qua đó và ủng hộ nhé. Kênh của Samurai còn có rất nhiều video về điện ảnh Marvel nữa, chắc là anh em cũng sẽ thích. Còn bây giờ thì peace.